Duyên này ngon à? Vô S2 28 đây lại cả dịp đi theo giám sát nữa. Đâu mà đã chưa? À, em lắp mạng xong rồi thấy không? Hôm nay mà hướng này không có nắng nè, ừ. Lắp mạng với làm dàn phơi xong nè, ôi với lưng tròn dàn phơi nữa. Giờ lắp rèm với mai lắp máy lạnh. Kệ nắp lắp luôn à. Dàn phơi lưng tròn để vô rèm nữa im ơi rèm nó ngon rồi mở nguồn lên. YouTuber gì mà yêu quá đã luôn à, cái này ngon quá trời góc luôn à, quá im luôn. Dẹp xuống đó được không dẹp? Súng này được thôi. Ờ, được. Súng bót à, cái súng này là súng súng thường không anh Giang? Được, nó là hàng thường nè. Ừ. Em mua có chừng mấy mươi triệu xíu. Em mua bằng guitar đấy. Con tay này là nó sẽ ở guitar. Ờ. Ở này súng này là bót là bót hàng hàng nhẹ rồi. Ờ. Cái hàng chuẩn nó có mấy triệu một. Em có mua em lướt trên Play á, em mua mấy cái hàng hàng bãi á. Nó rẻ tiền mà nó tiện. Thế tôi đồ ngại không vậy? Đây anh mang cái lai xịn, hiểu không? 710W, xịn 710W, xịn. Con điện đây. Con này là đó. Quay lại xong cái rèm. Đẹp. Chưa kịp làm gì hết. Mới ngồi nói chuyện tí. Lên cái rèm liền. Đó. Màu này là bao mát luôn. Căn này căn góc bao mát nữa. Không mà nó mát thiệt anh Diệp, mát thiệt á. Buổi chiều bên kia nắng quá, nóng bên em còn bị hơi hắt á, nên nó hơi nóng á, còn đây mát thiệt. Lên rèm xanh nữa là thôi rồi, ngon đúng bài. Rèm xanh này đẹp mà, đẹp đẹp im á. Lên hàng mới Tom King Kid. Căn này không có nắng nhiều nên không làm von ha.
lên thang. Rồi. Ok luôn. Có kèm vô là thấy ngon rồi đó. Bảo vệ à. Công lô dê. Chỉnh lại liền. Đó, tao vui liền. Càng này mà nó có kiến ấy nữa là ngon. Có cái gì vậy? Cái lòng 30 là nó có cái kiến trong phòng ngủ á. Phòng bên kia kìa. Thấy cái đẹp không? Đó. Tầng 34 á. Ờ, rèm ngoài á. À. Ờ. Ngoài ban công luôn á, ngay cục nóng đó. Mình đúng rồi. Ờ. À, rồi, em nhìn rồi, ánh đèn bên ngoài. À, ờ, đúng rồi, bên ngoài luôn. Nắng quá, hướng Tây nắng quá. Rồi, hả, trong nhà có đèn bên ngoài, có đèn luôn. Ờ. À, bắt hai bên luôn. Bắt hai bên mới chịu nổi. Đó, ngon lành liền. Rồi, hoàn thành rồi em. Ok. Đây là căn góc phòng ngủ nhỏ. Rồi vô ban công. Đó, phòng khách. Đó, ngon lành lên. Rồi. Phòng ngủ lớn. Phòng ngủ master đó. Đó. Nhà vệ sinh trong đây luôn. Đó. Xong. Ngon lành hết. Rồi kéo rèm lại là tối hui. Phải bật đèn lên. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.